9 dấu hiệu khi ngủ cảnh báo tuổi thọ của chúng ta đang ngắn lại, phải đi khám ngay kẻo muộn. Xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đều biết rằng mỗi khi bạn không khỏe, cơ thể lại phát đi các tín hiệu cho thấy sức khỏe đang có vấn đề. Chẳng hạn như những cơn ho dai dẳng kéo dài chính là nguyên nhân của bệnh viêm phế quản, viêm phổi hoặc nặng hơn là ung thư, chảy máu bất thường ở âm đạo, báo hiệu bạn có thể đã bị viêm nhiễm phụ khoa, viêm cổ tử cung hay có thể là bị ung thư cổ tử cung. Thế mới nói cơ thể chúng ta diệu kỳ ở chỗ đó, luôn biết phát đi những tín hiệu đúng lúc để tìm đến bác sĩ kịp thời. Càng kỳ diệu hơn nữa, bạn có thể nhanh chóng bắt được những tín hiệu ngày, ngay cả khi ngủ. Thông thường, một giấc ngủ của người trưởng thành được xem là chất lượng, kéo dài từ 7 đến 9 giờ và không tỉnh giấc quá một lần. Nếu thấy xuất hiện các dấu hiệu bất thường trong giấc ngủ, bạn chớ bỏ qua mà cần xem dấu hiệu đó là điều gì, lắng nghe cơ thể mình để biết sức khỏe, gặp vấn đề ở đâu. Bạn có thể chia sẻ cách sửa chỗ đó. 9 dấu hiệu khi ngủ, cảnh báo tuổi thọ đang ngắn lại, phải đi khám ngay kẻo muộn. 1. Ngưng thở khi ngủ. Trong hầu hết các trường hợp, ngáy không phải là điều quá đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu tiếng ngáy của bạn nghe giống như đang khịt mũi hoặc thở hổn hển, đồng thời bạn luôn cảm thấy thiếu ngủ vào ban ngày, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang mắc phải chứng ngưng thở khi ngủ. Về cơ bản, ngưng thở khi ngủ xảy ra bởi một trong hai lý do. Đường hô hấp trên bị tắc nghẽn liên tục trong lúc ngủ dẫn tới làm giảm hoặc ngừng hoàn toàn các luồng khí phát ra. Não không gửi các tín hiệu cần thiết để cho đường hô hấp hoạt động. Dù bởi lý do nào, bạn cũng sẽ bị ngừng thở nhiều lần trong đêm. Nếu tình trạng này diễn ra liên tục, kèm theo chứng đau đầu hoặc khô miệng khi thức dậy, bạn cần đi gặp bác sĩ ngay, bởi lẽ chứng ngưng thở khi ngủ nếu không được kiểm soát sẽ dần dẫn tới nguy cơ bị huyết áp cao và gây mệt tim. 2. Ngáy liên tục. Đừng quá hốt hoảng khi bạn thường ngáy ngủ. Rất nhiều người cũng cảm thấy mình cũng có dấu hiệu này và đây chưa chắc là một vấn đề gì để đáng báo động. Tuy nhiên, khi tiếng ngáy của bạn nghe có vẻ như tiếng khịt mũi, tiếng thở hổn hển và đồng thời bạn thấy buồn ngủ héo hắt vào ban ngày, bạn có khả năng bị chứng ngưng thở khi ngủ. Về cơ bản, ngưng thở khi ngủ xảy ra vì một trong hai lý do. Một là đường hô hấp trên bị tắc trong lúc ngủ, khiến cho luồng khí lưu thông bị giảm hoặc tắc nghẽn hoàn toàn. 2. Là do não bộ không gửi các tín hiệu cần thiết để duy trì việc thở trong lúc ngủ. Dù là lý do nào đi chăng nữa thì người mắc chứng bệnh này sẽ ngưng thở nhiều đợt trong suốt cả đêm. Nếu dấu hiệu khi ngủ nêu trên thực sự nghiêm trọng đến mức gián đoạn giấc ngủ của bạn và bạn cũng nhận thấy mình đang có các biểu hiện khác của chứng ngưng thở khi ngủ thì nên đi gặp bác sĩ ngay lập tức. Bởi chứng bệnh này, nếu không được kiểm soát, sẽ dẫn tới cao huyết áp và gây căng thẳng cho tim. 3. Mất ngủ, trằn trọc hàng đêm. Trường hợp khó ngủ, trằn trọc có thể nguy hiểm cho sức khỏe. Nếu trạng thái này diễn ra trong một thời gian dài, sẽ dễ dẫn đến thiếu ngủ, tinh thần cũng không được tốt, chất lượng thể chất nói chung cũng vì thế mà suy giảm đáng kể. Các chuyên gia nhắc nhở rằng giấc ngủ ngon là điều vô cùng cần thiết để duy trì sức khỏe. Chỉ bằng cách duy nhất duy trì giấc ngủ ngon, bạn có thể cải thiện khả năng miễn dịch và giữ cho bạn tràn đầy năng lượng vào ngày hôm sau, lâu dài có thể tăng tuổi thọ. 4. Thức dậy ướt đẫm mồ hôi. Mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm, bạn lại thấy lưng áo của mình ướt đẫm mồ hôi. Sáng dậy thì khỏi phải nói, cứ như bạn vừa bước ra từ phòng tắm vậy. Trước tiên, bạn thử cải thiện tình trạng này bằng cách giảm nhiệt độ phòng ngủ, mặc quần áo mỏng nhẹ hơn. Nếu mọi chuyện vẫn vậy, có thể nguyên nhân là do hormone của bạn có sự thay đổi. Tình trạng tuyến giáp và thời kỳ mãn kinh có thể gây mất cân bằng nội tiết tố, khiến cho bạn đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm. 5. Giữ chặt đồ đạc khi ngủ. Nhiều người có thói quen khi ngủ thường nằm những tư thế khó khăn và nắm những đồ vật trong giấc ngủ.
Điều này chứng tỏ tim yếu. Nếu tình trạng này mà kéo dài, bạn có thể gặp các tình trạng như dễ hồi hộp, đau tức ngực. Những lúc như vậy, bạn nên thử uống một tách trà với quế, cam thảo sẽ có một cải thiện tinh thần tốt hơn. 6. Đi tiểu vào ban đêm. Nếu bạn uống nhiều nước trước khi đi ngủ, việc thức dậy một hoặc hai lần một đêm để đi vệ sinh là bình thường. Nhưng nếu bạn thức dậy thường xuyên, có thể bạn đang mắc một số bệnh nghiêm trọng như bệnh tiểu đường, viêm bàng quang, bệnh thận hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu. Nếu tình trạng này kéo dài, gây ảnh hưởng tới giấc ngủ và sức khỏe nói chung, bạn nên đến bệnh viện để tìm hiểu kỹ nguyên nhân vì sao nhé. 7. Bạn bị chuột rút cơ bắp, đau tới mức tỉnh ngủ. Mới phút trước mơ màng yên bình đó, mà phút tiếp theo bạn đã đau đớn, nắm chặt bắp chân đang co thắt. Đây là một dấu hiệu khi ngủ nghe có vẻ nghiêm trọng. Bị chuột rút khi đang ngủ thì đau điếng người, nhưng thực ra lại khá vô hại. Nếu năm thì 10 họa, chân của bạn mới bị chuột rút một lần thì có lẽ không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng nếu dấu hiệu này khi ngủ diễn ra thường xuyên và bạn bị đau tới mức bừng tỉnh giữa đêm thì có vẻ như bạn đang bị mất nước, thiếu máu, thiếu chất điện giải hoặc bị viêm khớp hay một tình trạng về trình hình như bàn chân, khớp, bàn chân bẹt. Đây đều là các vấn đề có thể được giải quyết nếu như bạn đi tìm đến bác sĩ. 8. Đau tức ngực. Nếu bạn gặp tình trạng đau tức ngực thường xuyên khi ngủ, các triệu chứng đi kèm như tức ngực, đánh trống ngực, khó thở và khó chịu, đừng chủ quan mà hãy đi kiểm tra sức khỏe. Đặc biệt, nếu bạn bị tăng huyết áp, bệnh tim mạch vành, tiểu đường và các bệnh cơ bản khác, tình trạng đau thắt ngực sẽ ngày càng nguy hiểm hơn. 9. Tay chân lạnh. Dù ngủ trong một môi trường thoải mái, một số người vẫn gặp phải tình trạng tay chân lạnh ngắt và có xu hướng co tay, co chân khi đi ngủ. Điều này cho thấy chức năng của lá lách và thận yếu, động lực của tim không đủ, dẫn đến việc chân tay lạnh và luôn ngủ co cắp. Bạn có thể uống một cốc trà gừng và đường nâu sẽ giúp cải thiện tình trạng một cách đáng kể. Giấc ngủ là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Chính vì vậy, để tạo một giấc ngủ ngon là một việc rất cần thiết. Hình thành những thói quen sau đây trước khi đi ngủ để có một sức khỏe tốt nào bạn nhé. Top 10 thói quen nên làm trước khi đi ngủ vừa giúp có giấc ngủ ngon vừa tốt cho sức khỏe. 1. Vận động một chút trước khi đi ngủ. Việc vận động trước khi đi ngủ giúp chúng ta có một thân hình cân đối khỏe mạnh. Hãy tập những động tác cơ bản như giãn cơ, thả lỏng cơ thể để cho cơ thể có một trạng thái tốt nhất. Điều này sẽ giúp chúng ta có lợi về sức khỏe thể chất và tinh thần. Là một số bài tập nhẹ nhàng và kéo giãn cơ thể của bạn là một cách tuyệt vời giúp bạn buồn ngủ. Bạn có thể thư giãn một cách dễ dàng bằng các thứ, các tư thế khác nhau như một đứa trẻ. Đặt chân của bạn vào tường cũng sẽ giúp cho tâm trí và cơ thể của bạn trở nên thoải mái hơn. Tương tự, cử động chân và cánh tay nhẹ nhàng là tất cả những gì bạn cần để giải phóng bất kỳ căng thẳng hoặc áp lực nào mà bạn có. Bạn có thể cảm thấy buồn ngủ sớm hơn 15 phút so với trước đó bằng cách tập thể dục vừa phải trong 16 tuần liên tiếp. Tương tự, việc tập đó cũng sẽ giúp bạn ngủ lâu hơn 45 phút. Bạn cũng có thể cải thiện đáng kể giấc ngủ bằng cách ngồi ít hơn 8 giờ trong ngày. 2. Ngâm chân nước nóng. Đôi chân tuy nhỏ bé nhưng có thể chứa đến hơn 60 huyệt đạo quan trọng cùng với rất nhiều đầu mút thần kinh phản xạ đến vỏ đại não. Ngâm chân giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu, điều chỉnh hệ thống nội tiết, tăng cường khả năng miễn dịch giúp cơ thể khỏe mạnh. Sau một ngày dài làm việc bận rộn, căng thẳng, mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy ngâm chân vào nước ấm. Làm như vậy, hệ thống trung khu thần kinh được kích thích nhẹ nhàng, giúp cơ thể thư giãn, thoải mái, xua tan đi cơn mệt mỏi, đem đến cho bạn một giấc ngủ sâu. Nếu chưa từng có thói quen này, thì ngay bây giờ, hãy thử hình thành thói quen cực kỳ tốt này để có được một giấc ngủ ngon bạn nhé. 3. Uống một ly sữa ấm. Sữa cũng có melatonin, một loại hormone có chức năng dẫn truyền thần kinh và hỗ trợ điều chỉnh giấc ngủ.
Các protein cụ thể có trong sữa được cho là kích hoạt thụ thể GABA của não, giúp giảm lo âu và căng thẳng, do đó kích thích được giấc ngủ. Sữa cung cấp một loạt các lợi ích sức khỏe vì chứa một số vitamin và khoáng chất cần thiết. Uống một ly sữa ấm trước khi đi ngủ có thể giúp bạn thư giãn và ngủ ngon hơn sau một ngày làm việc vất vả. Khoảng 30 phút trước khi đi ngủ, hãy uống một ly sữa ấm khoảng 30 độ C. Không những giúp bạn dễ dàng vào giấc ngủ hơn, nó còn có tác dụng giảm cân. Sữa rất giàu canxi. Uống sữa trước khi đi ngủ có thể thúc đẩy hấp thụ canxi, protein trong sữa, giúp đốt cháy lượng mỡ thừa của cơ thể nữa đấy. 4. Đọc sách. Đọc cuốn sách yêu thích hoặc một cuốn truyện tình cảm nào đó sẽ giúp cho bạn đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nên nhớ rằng, đừng bao giờ nên đọc truyện trinh thám, kinh dị hay những loại sách kích thích vì nó không những khiến bạn khó ngủ mà còn mang lại những ám ảnh, giật mình và gặp cả ác mộng. Vì vậy, hãy chọn cho mình một cuốn sách có nội dung dài và cốt truyện nhẹ nhàng sẽ giúp cho bạn ngủ ngon hơn, đồng thời làm bạn thích thú hơn với việc lên giường đúng giờ để đọc sách. Nếu bạn là một mỏ sách chính hiệu, thì bạn đang sở hữu một thói quen cực kỳ tốt bạn đấy. Với nhiều bạn hay bị mất ngủ, thì việc đọc sách sẽ giúp ích cho rất nhiều, dễ dàng đi chìm sâu vào giấc ngủ mà lại còn tích lũy thêm cho bản thân một lượng kiến thức hay nữa đấy. Hãy chuẩn bị những cuốn sách thật hay để tối nay đọc nào bạn nhé. 5. Tắt các đồ điện tử trước khi đi ngủ. Khoa học đã chứng minh, nếu trong khu vực thiếu hoặc không có ánh sáng, cơ thể con người sẽ tăng tiết ra một loại hormone thúc đẩy khiến bạn buồn ngủ, đồng thời làm cho cơ thể mệt mỏi và từ từ rơi vào trạng thái mơ màng. Việc sử dụng các thiết bị di động hay laptop để xem phim, lướt Facebook khiến cho các hormone này bị ức chế và không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì thế, một khi đã lên giường, tốt nhất nên tắt tất cả các thiết bị phát ra ánh sáng để có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu hơn. Một vài khảo sát còn thấy được, những người hoạt động trên máy tính 7 tiếng trên một ngày khó mà có một giấc ngủ sâu như những người khác. Nếu bạn nằm trong trường hợp này, hãy cố gắng hạn chế thời gian chơi và làm việc trên máy tính. Đồng thời, sóng phát ra từ điện thoại không hề tốt cho bạn khi kết hợp với ánh sáng, khiến cho não bộ căng thẳng, gây ra những ý nghĩ tiêu cực, dẫn đến gặp ác mộng hay khó ngủ. Thế nên, trước khi lên giường, hãy tắt tất cả các thiết bị điện tử và đừng bao giờ check mail bạn nhé. Hãy để cho việc đó cho sáng sớm ngày hôm sau. 6. Vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Có thể đây là việc tất yếu trước khi đi ngủ, nhưng có thể nhiều người lại quên đi việc này vì quá bận rộn hay quá mệt nên là nên giường ngủ luôn. Việc đánh răng vào buổi tối trước khi đi ngủ rất quan trọng, không những chỉ giúp loại bỏ những tàn dư trong miệng khi chúng ta ăn uống cả một ngày, mà nó còn giúp bảo vệ răng miệng của bạn. Ngoài ra, vệ sinh cá nhân và cơ thể giúp bạn thoải mái và thư giãn sau cả một ngày dài làm việc mệt nhọc. Nếu bạn thoải mái, thì chỉ việc lên giường và làm một giấc thật ngon mà thôi. 7. Đi dạo buổi tối. John Gascoigne, đồng sáng lập và CEO của Buffer, có thói quen đi bộ 20 phút mỗi tối trước khi đi ngủ. Đối với tôi, đây là giai đoạn thư giãn nhất trong ngày. Tôi sẽ dành khoảng thời gian đó để đánh giá về công việc của mình và suy nghĩ đến những thách thức lớn hơn. Ông viết trong một bài đăng trên blog. Tổ chức nghiên cứu về giấc ngủ của quốc gia nhận thấy rằng tập thể dục bất cứ khi nào bạn có thể, ngay cả vào ban đêm, cũng giúp bạn ngủ ngon hơn. Nhiều nghiên cứu cũng đã tìm thấy đi bộ có thể giảm căng thẳng và lo lắng. 8. Làm cho không gian ngủ tối và yên tĩnh. Bạn cần có một căn phòng tối và yên tĩnh để ngủ ngon. Che đi bất cứ các loại đèn đỏ nào phát ra từ TV, laptop, smartphone hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào khác trong phòng của bạn. Tốt hơn là tắt tất cả những thiết bị này cho đến khi trời sáng. Cố gắng làm cho căn phòng của bạn càng tối càng tốt. Bạn cũng phải ngủ trong một căn phòng yên tĩnh. Bất kỳ loại tiếng ồn nào
đặc biệt là vào những tiếng đầu hay những tiếng sau của đêm, không chỉ làm gián đoạn giấc ngủ của bạn mà nó còn có thể phá vỡ hệ thống miễn dịch của bạn. 9. Làm sạch phòng của bạn trước khi đi ngủ. Thật sự rất cần thiết cho việc sắp xếp hoặc lau dọn phòng trước khi đi ngủ. Xếp tất cả những vật bị xáo trộn như vớ, tạp chí, dây buộc vào vị trí tương ứng trong ngăn kéo và tủ. Vứt những bộ quần áo bẩn và thay đồ mới đi. Tương tự như vậy, sắp xếp tất cả mọi thứ trong phòng của bạn gọn gàng và ngăn nắp. Thật hấp dẫn và thoải mái khi ngủ trong một căn phòng có tổ chức, chứ không phải là một căn phòng lộn xộn, bừa bãi. Có một cách để giữ cho phòng của bạn luôn sạch sẽ là ăn trong nhà bếp, đọc sách trong phòng khách và xem TV trong phòng chiếu. Hãy làm theo những lời khuyên đơn giản này và phòng của bạn sẽ luôn sạch sẽ. 10. Thiền. Thiền có thể giúp bạn khi không thể ngủ được vì một lý do nào đó. Thiền định và trầm tư là một cách tuyệt vời để thư giãn cơ thể, tháo gỡ được tâm trí. Thiền làm tác động đến khu vực não bộ liên quan đến giấc ngủ, giúp tăng cường sự phát triển của các hóa chất ngủ. Thiền cũng cho phép bạn quên đi tất cả những lo lắng ít nhất trong một lúc. Dành riêng 20 phút mỗi ngày cho việc thiền. Đây là thời gian tối thiểu bạn cần phải tập thiền để gặt hái được những lợi ích mà nó đem lại cho bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị thân mến, sức khỏe là một trong những tài sản quý giá nhất của con người. Người ta luôn quan niệm rằng có sức khỏe là có tất cả. Thật đúng là như vậy. Đằng sau ánh hào quang kia là những vất vả gian truân, là những thách thức mà chúng ta phải vượt qua. Chẳng có một người bạn nào quan trọng hơn là sức khỏe, chẳng có một kẻ địch nào đáng sợ hơn là bệnh tật. Chính vì vậy, ngay từ khi chúng ta còn trẻ, chúng ta hãy quan tâm tới sức khỏe của mình nhé. Hy vọng những thông tin ở trên đây sẽ giúp cho quý vị và gia đình sẽ có thêm những sự lựa chọn cho sức khỏe của mình. Hãy bảo vệ sức khỏe của mình để bạn luôn được bình an, mạnh khỏe và may mắn trong cuộc sống này. Nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích, quý vị hãy chia sẻ đến mọi người để cùng biết cách bảo vệ sức khỏe hơn quý vị nhé. Còn bây giờ, ban biên tập chương trình xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.